Cái gì càng quan trọng trong cuộc sống thì càng cần được bảo hiểm. Có được những thứ quan trọng nhất trong cuộc sống là thành công, nhưng bảo vệ và bảo hiểm được những thứ đó mới thực sự là hạnh phúc bạn ạ. À. Những điều quan trọng nhất với bất kỳ ai là sức khỏe, gia đình, sự nghiệp và tiền bạc. Đầu tiên là sức khỏe. Ai đã nghe câu có sức khỏe là có tất cả, không sức khỏe là không có gì thì sẽ thấy được sức khỏe quan trọng đến mức nào. Vậy nên sức khỏe mới cần được bảo vệ hàng đầu. Trên thực tế bảo hiểm không phải là thuốc để điều trị bệnh về thể chất, mà bảo hiểm là thuốc điều trị về tinh thần. Những lúc chúng ta không may ốm đau bệnh tật và cần khoản tiền lớn để điều trị bệnh, thì bảo hiểm sẽ mang đến cho chúng ta khoản tiền lớn đó để an tâm chữa bệnh và nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Thứ hai là gia đình. Gia đình là điều chân quý nhất trong cuộc đời của mỗi người. Điều mà chúng ta luôn hướng đến là chăm lo trọn vẹn cho những người thân yêu và sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Chính vì vậy việc thiết lập các quỹ bảo hiểm và tiết kiệm song hành là vô cùng cần thiết, bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp bạn thiết lập quỹ học vấn cho con. Quỹ y tế dự phòng cho cả gia đình. Quỹ hưu trí cho bản thân bạn khi về già và bảo hiểm nhân thọ sẽ là người đồng hành trọn đời cùng hạnh phúc của gia đình bạn. Thứ ba là nghề nghiệp và sự nghiệp. Nghề nghiệp rất quan trọng với mỗi người, bởi nghề nghiệp là nền tảng vững chắc để xây dựng cuộc sống ổn định. Không ai có thể khẳng định mình làm nghề này đến suốt cuộc đời. Mọi thứ có thể thay đổi bất ngờ, đau khổ nhất không phải là làm nghề này không bằng nghề kia, mà đau khổ nhất là sống mà không có nghề nào trong tay. Và lúc ốm đau, bệnh tật không thể đi làm được nữa. Bảo hiểm nhân thọ không bảo vệ được nghề nghiệp, nhưng có thể bảo vệ bạn và gia đình trước những rủi ro không lường trước được, những lúc bạn cần có khoản tài chính để vượt qua giai đoạn khó khăn, sẽ không có ai có thể hỗ trợ bạn khoản tiền lớn ngay lập tức nhưng bảo hiểm nhân thọ thì có thể và sẽ là cứu cánh giúp bạn vượt qua khó khăn, khi đó với hợp đồng bảo hiểm sẵn có, bạn có thể tạm ứng hoặc rút một phần từ giá trị tài khoản hợp đồng. Cuối cùng là tiền bạc, trong cuộc sống này chúng ta luôn cần có tiền để chúng ta thực hiện những việc chúng ta mong muốn, như mua thực phẩm đồ dùng, mua nhà, mua xe, chi trả khi ốm đau bệnh tật, chi cho việc học hành con cái hoặc những chuyến du lịch. Vậy làm sao để có tiền cho những mục đích đó? đặc biệt những lúc gấp gáp cần tiền chạy chữa khi ốm đau, bởi đâu phải tiền cứ muốn là có ngay lập tức được. Đặc biệt là những số tiền lớn từ vài chục triệu đến vài tỷ đồng. Chính vì vậy mà bảo hiểm nhân thọ trở nên rất cần thiết trong cuộc sống của mỗi người. Tham gia bảo hiểm, chúng ta vừa có thể tiết kiệm, tiết lũy, đầu tư và vừa được bảo vệ toàn diện. Trên cùng một hợp đồng bảo hiểm sẽ có rất nhiều quyền lợi tổng hợp và mỗi quyền lợi sẽ có những công năng riêng giúp chúng ta luôn có khoản tiền lớn cho các trường hợp có rủi ro khẩn cấp, để giúp gia đình vượt qua khó khăn và khôi phục cuộc sống như bình thường. Còn những lúc yên bình và hạnh phúc, thì khoản tiền từ bảo hiểm nhân thọ sẽ là quỹ tích lũy hiệu quả, giúp chúng ta đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn và sống một cuộc đời hưu trí an nhàn đúng nghĩa. Nếu bạn cũng đang có những điều chân quý cần bảo vệ và đang có những kế hoạch tài chính cần thiết lập, bạn hãy đăng ký tìm hiểu ngay một giải pháp bảo hiểm nhân thọ bạn nhé.